Ok nha mọi người, thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu với sinh cát như thế này nha mọi người. Ok, đây là bức sinh cát ngày hôm nay mình sẽ làm nha mọi người. Mình sẽ tô nha, một chiều hình trước thì rất đẹp như thế này nha mọi người. Còn đây đây là số màu mình đã chuẩn bị cho ngày tô ngày hôm nay nha. Ok nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm, mọi người cùng theo dõi mình làm nha. Đấy, bây giờ mình sẽ tô nha mọi người. Thì mình sẽ tô cái cánh bùn một chút nha mọi người. Vừa cái đúng cái từ. Đứng đi. Đứng đi.